Xin chào mọi người. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tuần thứ tư ở bên xe và chung phiên bản 7.4 xem có gì nhá. Đó, đầu tiên là thấy cái gì đây? Cốt truyện. Ở tuần thứ tư thì chúng ta sẽ có thêm cốt truyện của Honkai Impact phần 2. Đâu rồi nào? Ok, chúng ta sẽ đến với cái banner tiếp tế trước nhá. Đầu tiên thì sẽ là banner tiếp tế của nhân vật Thelema. Ôi dồi, quả bảo hiểm xuống còn 13 kìa. Đâu? Không biết là liệu bên giờ và xe chúng ta cập nhật nó có đau khổ như này không nữa. Ok, cái banner tiếp tế của Thelema thì sẽ kéo dài còn 5 ngày 22 giờ nữa. Tức là chúng ta sẽ kéo dài đến hết tuần thứ tư. Đó, và ở đầu tuần thứ tư này thì chúng ta sẽ mở banner tiếp tế của nhân vật Hercule of Rebirth. Đó, mở banner của Hercule of Rebirth nhá. Banner tiếp tế vũ khí của Thelema cũng thế, Oso bảo hiểm xuống còn 17. Cái này bảo hiểm nhân vật xuống còn 13, bảo hiểm tiếp tế vũ khí xuống còn 17. Nhìn nó có đau khổ không chứ lệ. Trái tim của em rất đau. Tỷ lệ mặc dù nó là 2.478% ra chấn và ra của chắc chắn nó sẽ ra được vết thánh, còn vũ khí là ra hay không thì không có biết, quá đau khổ. Và chúng ta sẽ mở luôn cái banner tiếp tế vũ khí. Đương nhiên rồi, có banner tiếp tế nhân vật thì sẽ có banner tiếp tế vũ khí của Slay Hercule Rebirth luôn, và bảo hiểm của nó sẽ là 50 nháy, chắc chắn sẽ nhận được một trong 4 trang bị ở đây. Bạn nào mà chưa có full Sele thì có thể là đợi đến những cái tuần cuối cùng của phiên bản 7.4 để roll Sele nha. Và đến giờ chúng ta sẽ có cái bè cầu nguyện. Bảo hiểm của nó thì vẫn sẽ là cái bảo hiểm của những cái banner phần 1. Đó, và đây sẽ là cái rất tiếp tế của banner lần này. Mình sẽ để đây cho mọi người tham khảo nhé. Ok, wow, và tuần thứ tư chúng ta sẽ mở lại cái banner tiếp tế trang phục của nhân vật. Wow, đời, quá đẹp. Ê, nhưng mà nó có được giảm giá không? Hình như là không. Không, không có được giảm giá đâu nha. Nó sẽ chỉ kéo dài trong duy nhất một tuần thôi nha. Nó sẽ chỉ có trong tuần thứ tư thôi. Đó. Và để xem cái hộp này, chúng ta sẽ có cái hộp tự chọn khi mọi người roll đến lần thứ 9. Ở đây mọi người có thể chọn 3 nhân vật là BKE này, Ngáo Hồng với lại Phu Hua Lửa. Nếu như đã có nhân vật rồi thì có thể đổi được mảnh nhân vật nhé. Một số những cái vật phẩm khác. Đó. Eo, bộ này 9.600 pha lê, không biết là có nên roll không ta? Đây, đây sẽ là cái tỷ lệ roll. Khi mọi người roll đến lần thứ 7 thì sẽ là 1.8%, lần thứ 8 là 3.9% và lần thứ 9 là 10.9%. Và lần thứ 10 thì chắc chắn tôi sẽ nhận được bộ trang phục này. Tỷ lệ là 81.93%. Wow, 9.600 pha lê. Nhưng mà công nhận bộ skin này đẹp thật, hiệu ứng các thứ tuyệt cả là vời luôn. Đó, đó là cái banner tiếp tế. Đây là cái banner tiếp tế nhé. Còn bên này thì sẽ là những cái sự kiện sẽ có ở tuần thứ tư. Gần như là tất cả những cái sự kiện đã kéo dài từ tuần đầu tiên thì đến tuần thứ tư nó vẫn còn. Nó vẫn còn nha. Đây. Chỉ có cái khác là chúng ta sẽ có Sele Hercule Rebirth và bộ trang phục của cô ấy. Và chúng ta sẽ có thêm mở thêm cốt truyện của chương mới. Anh em, mở thêm CG. Đúng rồi, mở thêm cốt truyện của cái chương chương 1 phần 2. Xem nào. Ok, còn đây thì sẽ là boss ở trong MA. Đối với lại cái tuần thứ tư thì boss bãi của chúng ta đó chính là boss Xua Hảo. Anh nhầm, boss bụi sao chứ. Trời ơi, 3S, toàn team 9S thôi. Chấn đồng điệu level 3 đỉnh tại trường. Trời ơi. Vậy là con boss này bây giờ là toàn dùng cái team này thôi à? Thấy chưa, bây giờ chúng ta có team Chio 2.0 siêu mạnh luôn. Đấy.
Boss 3S thứ hai đó chính là boss Hepatus của Her Human, và boss 2S là boss Kailen. Boss Kailen này thì chúng ta sẽ dùng team vật lý. Đầu để xem ông top 1 xem nào. Top 1 thì 31.946 điểm, 0 giây. Thì dùng team 3SP như bình thường thôi. Ok. Nói chung là boss này cũng khá là dễ đánh. Mọi người thấy không? Mọi người cầm cái team team bình thường thôi, mọi người cũng có thể đánh được 0 giây. Chứ không cần đến 3S. Thường thường mấy con boss 2S ở cuối này thì nó đánh cũng dễ thôi. Chỉ cần mọi người đủ đồ với lại full gear, à có nhân vật với lại đủ đồ là được. Còn đối với lại mấy con boss đằng trên này như ở boss này thì phải queo chúa mới đủ được. Đây này, nhìn được chóng mặt luôn. Ôi sợ ơi, sông quê SSS, thế này mà SSS, Cora, à nhầm, Helia SSS và Zenadia 3S, chấn đồng điệu level 3. Kinh khủng. Bao nhiêu điểm? 47.808 điểm. Xem vực nào. Ồ, boss băng à? À không, đây là boss giao hưởng, môi trường giao hưởng nha, không phải là boss môi trường băng đâu nha. Boss này là chính xác là boss của Thelema của team chiều 2.0 đấy. Mặc dù vẫn là con boss cũ, vẫn là con cáo, vẫn là con sói này, nhưng mà môi trường lại là môi trường khác. Thấy mà, thấy bà nội chưa? Ok, còn gì nữa? Hết rồi. Ok, và cảm ơn các bạn đã xem hết video. Mọi người nhớ kéo xuống bên dưới để nhấn like video giúp mình nhé. Nhớ nhấn like video đấy, đừng có mà xem chùa. Ok, và chúc các bạn có một ngày cuối tuần thật là vui vẻ. Bye bye.